Rồi, ok. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel Cài giấm bi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chích bà nó rồi ba bốn cái quá trời. À, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao mà để đánh được cái con cái con bọ ở bên ở bên hoang mạc ha. Thì à, à, tại vì là anh em bảo là anh em bảo là anh em đấm nó không lên ba nghìn dam ha. Anh em đấm không lên ba nghìn dam thì hôm nay mình sẽ mình sẽ đấm cho anh em coi Ê, mình sẽ đấm cho anh em coi lên 2000 đam dam là như thế nào ha rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ qua hoàng hôn quan mạc ha mình sẽ đánh con bò cho anh em coi rồi qua hoàng hôn quan mạc sau đó anh em chuẩn bị cho mình là một cái tay đấm được rồi anh em chuẩn bị cho mình một cái tay đấm một cái cung và một cái hồi máu đấy anh em chuẩn bị cho mình ba thứ này thôi ha À, bộ đồ thì anh em chuẩn bị cho mình là một cái áo rồng một chiếc giày rồng một cái dây chuyền rồng và nhẫn thì anh em không xài nhẫn rồng mà xài nhẫn bảo kích phục kích tại vì là nhẫn phục kích thì khi mà anh em anh em trong vòng 4 giây nếu mà anh em không không có không có đánh á, thì nó sẽ bảo kích của cái đòn đầu tiên sẽ là một trăm phần trăm rất là ngon luôn ha còn bét thì anh em có thể xài bét gì cũng được ở đây mình sẽ xài ba con bét của mình hay xài anh em không xài cũng không sao nha anh em không có ảnh hưởng gì hết ha rồi bây giờ mình sẽ vô mình đánh cho anh em coi đầu tiên là mình gọi bot ra ha rồi giờ anh em gồng lên hết lực cho mình ha gồng lên hết lực thì cái đoạn đầu tiên của anh em á chắc chắn là sẽ bạo kích anh em coi này nha để cho nó để cho nó lên cái này thấy chưa anh em hai ba anh em thấy không rất là đơn giản luôn rất là nhanh luôn mình sẽ áp con mình sẽ áp con này vô cái chế độ chết nhanh nhất có thể cho anh em coi ha rồi ha 7 đấy mình sẽ bắn liên tục luôn anh em mình sẽ bắn liên tục luôn đây mình chơi theo cái cách mà đơn giản nhất nha mình không có chơi theo cách khó khăn nhất ha mình chơi theo cách đơn giản nhất tức là anh em nào cũng sẽ xài được anh em cũng nào cũng sẽ xài được cái cung và anh em nào cũng sẽ xài được cái cung và cái uh, cái tay đấm này hết ha không cần thiết mà anh em phải xài tới cuốn sách bạch tuộc hay là cái gì thầm lum ta la hết anh em cứ xài xét trồng ha đúng xét trồng này cho mình đấy đúng xét trồng này cho mình có cái nhẫn bộ phục kích là anh em chắc chắn sẽ đắm lên 100 phần trăm là 2003 ha cấp của mình hiện tại là cấp 103 nha chứ không phải là cấp 14 mấy 130 mấy đâu nên anh em đừng có lo ha. cứ xài bộ rồng này và hiện tại thì bộ rồng này rất là dễ kiếm và cái nhẫn phục kích này cũng rất là dễ kiếm cho nên là anh em tha hồ mà kiếm còn anh em nào mà <laughs> mới chơi mà muốn mua thật sự muốn mua nha nói thiệt nha tại bộ rồng này cũng dễ kiếm lắm anh em muốn mua thì anh em cứ comment cho mình mình sẽ kéo anh em đi lụm mà thí dụ như anh em muốn muốn mua nhanh gấp thì mình sẽ bán cho anh em thí dụ như năm năm ngàn hay mười gì cũng được đấy cho anh em cho mình ly cà phê hay gì đó hay là <laughs> đấy thì cũng được ha đây anh em coi này nha mình đầy ống nha giờ nó nó là ba cái vỏ kim cương ha Phải sát thương trên hai ngàn ai một phát thấy không banh một vỏ này thấy không hai phát banh hai vỏ này nhưng mà anh em phải chơi con này nha tại vì là có con này nó đánh nó có cái đam mà giữ á tuy là nó không thấm đam nhưng mà cái đam đó dùng để giữ cho cái con cái con boss này nó không có hồi máu lại nếu mà anh em không chơi con này á, thì lúc mà nó phun lửa hoặc là nó nó lên giáp nó sẽ tự hồi phun máu cho nên rất là căng còn nếu mà anh em biết đi bằng cái con người thiết kế á, cái lúc mà nó phun lửa thì anh em biến hình anh em chạy lên trên nó là anh em cũng ok ha nói chung là cái nào cũng ok hết đấy anh em thấy nó phun lửa không cái con của mình nó cũng không thấm nhiều ha cũng có có ít mà không thấm anh em nào mà người cái con này mà chưa được cấp 3 thì anh em cố gắng anh em mở hiệu triệu cho nó lên cấp 3 còn thí dụ mà anh em muốn đi liền á thì anh em cứ đem theo cây hồi máu và hồi cho cái con này đấy thì <laughs> anh em bơm cho nó ăn chút xíu thì nó sẽ trao bò hơn đấy anh em cứ bơm nó giống như là bơm hỗ trợ đồng đội mình vậy đấy đó cái lúc mà anh em đánh được thì nó sẽ tự hồi máu ha anh em đánh được thì tự hồi máu này rồi bây giờ là con boss nó đầy nó đầy giáp nè nếu mà anh em không đủ mana anh em đợi á thì nó sẽ hồi máu nhưng mà được cái có con con bé đi theo đấy con bét đi theo thì nó sẽ nó sẽ đỡ cho thế nên thấy không phun lửa nó cũng bị chứ không phải không bị nhưng mà anh em phải phá giáp nó để nó quấn con này vô máu thì nó mới hồi máu nó lại được chứ con nó quấn không vô máu mà đấy là nó không hồi lại được đấy nó hồi lại được thì anh em không cần thiết phải hồi máu cho nó đâu nó tự đánh nó hồi à, nó hồi đầy cây nó luôn, rất là trâu. thường là mình xài con này để mình đi đa, à, biển sâu cũng được. ha, tại bên biển sâu nó cũng à, cũng xài con này để đánh để hồi máu, đánh, đánh quái bình thường thôi. qua bệnh kiếm một ít quái để dành, <laughs> để dành làm đồ bán lên cấp thôi. thì à, anh em nào mà thích thì à, thích bộ đồ này thì comment phía bên dưới ha, mình sẽ kéo anh em đi cũng được không sao hết cái này bộ đồ này rất là dễ kiếm kéo một vòng là anh em sẽ có đầy đủ ha cái này anh em cũng có thể tự kiếm được không nhờ mình nhưng mà anh em chơi với nhau mà đúng không kiếm bộ đồ này nọ đồ chơi với nhau đấy thì đi chung nó vui sau này có những cái ải mà phải hơi bị khó thì anh em đi chung nó vui hơn đấy anh em coi này đấy mình bắn chết rồi nè đó bắn chết thì nó rất là cái vũ khí phun lửa này đấy tệ anh em thôi nhưng mà vũ khí này nếu mà anh em lụm nhiều quá thì nó cũng hơi bị dư <laughs> rồi cái con cái con bọ này mình cũng mới với được một ít thôi à chưa chưa có nhiều mình mới với được hai mấy lần cho đủ ấy thôi à rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi ha chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại